Cô bé mặt tàn nhang xinh đẹp này đang một mình thám hiểm trong rừng sâu. Đột nhiên, một con sói trắng từ từ tiến đến gần. Cô bé sợ hãi trốn vào một góc, vùi đầu vào vòng tay, thở cũng không dám thở mạnh. Đợi khi sói trắng quay đi, cô bé vẫn không hề bỏ chạy, bởi vì có một con cáo đáng thương đang bị một đàn sói vây kín. Cây gỗ mục dưới chân nó sắp bị đàn sói cắn gãy. Cô bé thông minh bất chợt lôi túi đồ ăn trưa của mình ra, sau đó vỗ mạnh một cái, thành công dọa đàn sói chạy đi. Cô bé tên là Lily. Lần gặp gỡ đầu tiên của Lily và con cáo phải bắt đầu nói từ mùa thu năm ngoái. Trên đường tan học, hoàng hôn trải dài trên mảnh rừng đẹp như một bức tranh, nhưng Lily không vì thế mà dừng chân thêm một chút, bởi vì cô bé bị một chú cáo xinh đẹp thu hút. Khi con cáo bắt đầu săn mồi, cô bé từ từ lại gần nó. Ngày thu trong cánh rừng, màu lá đỏ phủ khắp đất trời. Có một khoảng khắc nào đấy, cô bé nghĩ rằng mình đã chạm tay vào được con cáo, nhưng khi thực sự vươn tay ra, con cáo vẫn chạy mất. Có những cuộc gặp gỡ bắt đầu đã không tầm thường. Lily âm thầm hạ quyết tâm, nhất định sẽ thuần phục được con cáo đó. Bắt đầu từ ngày đó, ngày nào Lily cũng sẽ đi vào rừng tìm kiếm tung tích của con cáo. Từng ngày trôi qua, gió thu nhẹ nhàng thổi, Lily chọc đám nấm biết phun khói, chậm chậm bước đi trong khu rừng. Có lẽ vì sự tồn tại của con cáo thế nên mọi thứ xung quanh dường như đều trở nên thần bí. Không biết từ lúc nào Lily đã trèo lên đỉnh núi trời đất bao la. Lily nhận ra đứng trước mặt thiên nhiên rộng lớn, mình nhỏ bé đến mức nào thế. Nhưng cô bé bận rộn cả một mùa thu vẫn không thấy bóng dáng của con cáo. Chớp mắt mùa đông đã đến, tuyết trắng phủ khắp chân trời, nó giống như một thứ bột phép thuật khiến vết chân của động vật lưu dài trên đất. Lily cuối cùng cũng đạt được nguyện vọng, nhìn thấy dấu chân của con cáo, đồng thời cô bé cũng nhìn thấy dấu chân của đàn sói. Có lẽ xung quanh đây có sói đang hoạt động. Khiến Lily sợ hãi lao về nhà, không cẩn thận ngã gãy chân. Cứ thế cả mùa đông này cô bé đừng nghĩ đến chuyện ra ngoài. Nhưng Lily vẫn không quên được con cáo đó. Bố mẹ vì cô mà mua một quyển sách khoa học về loài cáo. Cả một mùa đông Lily chỉ có thể vừa xem sách vừa tưởng tượng xem giờ này nó đang làm gì. Còn con cáo ở trong rừng đang đi tìm tình yêu của nó. Nhìn thấy từng cặp cáo chơi đùa trong tuyết, nó buồn bã rời đi. Không ngờ đi không bao lâu thì gặp được chân ái của đời mình. Dưới ánh trăng hiền dịu, chúng quấn lấy nhau dưới sự chứng kiến của cánh rừng. Bạn có biết các loài cáo săn mồi thế nào không? Nó nhảy lên không trung, sau đó đâm đầu xuống tuyết tìm kiếm con mồi đang say ngủ trong tuyết. Dù cho chúng vô cùng linh hoạt thì cũng có lúc phạm phải sai lầm. Nhìn đã thấy đau, những con cáo trong tự nhiên là một loại động vật vô cùng thông minh. Trí thông minh của chúng ngang với đứa trẻ 5-6 tuổi. Trừ trí thông minh ra, nó còn rất giàu hoạt. Ví dụ như lúc này, nó đang bị một con mèo lớn săn đuổi. Dựa vào cơ thể nhỏ nhắn linh hoạt, nó trốn vào một cái hang nhỏ, rồi ngủ ở trong cả một đêm. Còn đặc biệt đào một cái cửa ra khác để ra ngoài. Nhìn vẻ cảnh giác của nó đi, đúng là giàu hoạt. Có điều dù giàu hoạt đến mấy cũng không thoát được bàn tay ma quỷ của con người. Ví dụ như con cáo này, vì tham ăn nên rơi vào bẫy của con người, bị chúng độc chết. Nhìn thấy đồng loại ngã xuống, con cáo bên cạnh chỉ nóng lòng đi quanh đồng loại. Con người thợ săn đã mai phục sẵn cách đó không xa, nóng súng đã nhắm chuẩn vào nó. Một tiếng súng chói tai vang lên, may mà con cáo chạy nhanh, trốn thoát được cái chết trong gang tấc. Chân của Lily đã lành hẳn, chạy quanh trong rừng mấy vòng, cô bé cuối cùng cũng tìm thấy cửa hang của con cáo. Nó nhẹ giọng gọi con cáo ở trong hang, chỉ đổi lại được một ánh mắt cảnh giác. Lúc này bên cạnh nó còn có 3 đứa nhỏ. Điều này khiến Lily vô cùng vui sướng. Cô bé trốn qua một bên, hy vọng nhìn về phía cửa hang. Một ngày, 2 ngày, trời đổ mưa. Lily vẫn cố chấp ngồi chờ, nhưng con cáo giờ này đã trở thành một người mẹ, nó không muốn mạo hiểm như trước nữa. Đợi khi Lily rời đi, nó mới ra ngoài thăm dò, đem theo cả đàn con của mình chuyển nhà cả đêm. Ngày hôm sau Lily phát hiện ra cáo đã chuyển nhà đi, cô bé nghĩ nó đã có 3 đứa con nhỏ, chắc chắn sẽ không đi xa được, thế nên cô bé vác thang vào rừng, trèo lên chỗ cao lấy ống nhòm quan sát 4 phía, còn quăng ra rất nhiều xúc xích, thành công dụ dỗ được cáo mẹ, nó cùng với một con nhím nữa. 2 đứa còn vì tranh giành đồ ăn mà đánh nhau. Khiến Lily đang ngồi trên cây vô cùng thích thú, phát ra tiếng cười lanh lảnh vang cả khu rừng. Con cáo mở to mắt nhìn cô bé, sau đó quay người bỏ chạy. Mà cũng từ đó về sau, mỗi ngày Lily đều chạy đến đó giải đồ ăn, rồi trèo lên cây quan sát. Nhưng đã 2 tuần trôi qua rồi, con cáo vẫn chưa xuất hiện lần nữa, nên Lily quyết định làm một cây sáo nhỏ, hy vọng có thể thu hút sự chú ý của con cáo. Hoa rừng nở, bướm bay đến, gió vờn qua những kẽ lá. Lily ngủ rất ngon, con cáo cũng ngồi ở một bên quan sát cô bé này, dường như nó bắt đầu hiểu ra cô bé không hề có ác ý. Cô bé đang câu một con cáo, đầu tiên lấy thịt thu hút sự chú ý của nó, trên đùi gà còn buộc một sợi dây, rồi ném đùi gà ra trước mặt nó. Đợi khi con cáo chạy đến, Lily sẽ kéo sợi dây lại, cứ thế một người một cáo lôi lôi kéo kéo.
Ai cũng không muốn buông tay, cuối cùng vẫn là con cáo thông minh hơn. Nó ngậm cả thịt cả dây chạy vào trong rừng, thành công cắt đuôi được Lily. Nhưng khi cô bé đang rất buồn, nó lại đột nhiên xuất hiện. Cô bé rất hưởng thụ khoảnh khắc bất ngờ này, giống như con cáo vẫn luôn ở bên cạnh, không hề rời xa mình. Nó cuối cùng cũng tiếp nhận Lily. Bọn chúng duy trì mối liên hệ kỳ diệu, một trước một sau thám hiểm cả khu rừng. Nó đưa Lily đến những chỗ trước đây cô bé chưa từng đi qua. Cả hai cùng nhau vượt qua vách núi, lội qua dòng suối nhỏ, đi qua cầu độc mộc, cùng nhau bắt ếch xanh. Vì con cáo rất hay giận dỗi nên Lily gọi nó bằng một cái tên, Titu. Bởi vì Lily thấy nó lúc nào cũng như đang cười, thế nên cái tên này rất phù hợp với nó. Con cáo mang Lily đến trước một hang động rất lớn. Dựa vào ánh sáng yếu ớt của chiếc đèn pin trên tay, cô bé đi theo con cáo càng đi càng sâu. Khát nước thì uống nước tích trong những mỏm đá, nhưng vừa không để ý, Lily đã để mất dấu con cáo. Khi cô bé ra khỏi hang động, bên ngoài đã là một mảnh tối đen. Cô bé trượt chân lăn xuống cánh rừng trong đêm nguy hiểm bốn bề, tiếng xào xạc không ngừng vang lên khắp nơi, khiến Lily sợ hãi chui vào một hốc cây. Ánh trăng là tia sáng duy nhất trong màn đêm này, an ủi tâm hồn của đứa trẻ đang sợ hãi, khiến cô bé không còn sợ hãi nữa. Nhìn những động vật nhỏ xung quanh, phảng phất như đang ở trong thế giới thần thoại. Ánh sáng đom đóm được Lily ủ trong bàn tay, cô bé dần dần đi vào giấc ngủ. Sáng hôm sau tỉnh lại, Lily phát hiện ra con cáo không hề bỏ rơi cô, mà âm thầm ở bên cạnh cả một đêm. Lily vươn tay vuốt ve nó, cuối cùng nó cũng không còn kháng cự nữa, bởi vì nó có thể cảm nhận được sự lương thiện từ sâu trong tâm hồn cô bé. Chỉ cần Lily thổi cây sáo từ phía xa, con cáo sẽ chạy lại. Trên bãi cỏ rộng lớn, cả hai như hình với bóng, cùng nhau trải qua mùa hè rực rỡ, sải bước chạy trên những cánh đồng, vượt qua rừng sâu, lao lên đỉnh đồi. Lily dịu dàng nhìn con cáo, học cách nó hạ thấp đôi tai xuống, lắng nghe tiếng gọi của tự nhiên. Trải qua những ngày tháng mạo hiểm, hai bên đã trở thành người bạn tốt nhất của nhau. Khi con cáo bị đàn sói bao vây, Lily lao ra đuổi chúng đi. Khi có chim ưng tập kích, Lily cung sét dùng cơ thể mình che chắn cho nó. Thời gian dần trôi, tình yêu của Lily đối với con cáo dần dần thay đổi. Cô bé hy vọng lúc nào cũng có thể ở bên nó, thế nên cô bé dùng một chiếc khăn buộc lên cổ nó, rồi lấy thừng buộc lại đề phòng nó bỏ chạy tự do bị tước mất, khiến con cáo lập tức trở nên bất an, điên cuồng cắn dây thừng. Cuối cùng nó cắn đứt dây, hoảng loạn chạy vào rừng sâu. Lily không vui chạy về nhà. Sau đó, khi cô bé lại thổi cây sáo lần nữa, con cáo vẫn như trước kia chạy lại. Nó vẫn vô cùng tin tưởng Lily, bọn chúng làm lành với nhau. Lily quyết định cho con cáo tham quan căn phòng của mình. Thế nhưng khi đóng cửa lại, đường chạy thoát bị lấp mất, cảm giác an toàn lại không còn. Nó lập tức trở nên tức giận, giống như phát điên chạy loạn trong phòng, làm đổ tất cả mọi đồ vật, cuối cùng lao cửa sổ ra ngoài. Nhìn thấy con cáo bị thương, Lily nhanh chóng chạy xuống xem, đau lòng ôm nó lên, sau đó bế về phía hang động. Cho đến lúc này, Lily cuối cùng cũng hiểu mình đã sai rồi. Cô bé dùng tay nhẹ nhàng vuốt ve con cáo, nhưng nó vẫn không tỉnh lại. Lily tháo chiếc khăn đầy máu buộc trên cổ nó, trả lại tự do cho nó. Cô bé đau lòng lên đường trở về nhà. Những đứa con của con cáo theo đuôi Lily. Cô bé ngồi xuống mặt cỏ, phát hiện ra trên đỉnh đồi cách đó không xa, con cáo đang run rẩy đứng lên. Nó không chết, nhưng nhìn ánh mắt của Lily, không còn sự yêu thích giống như trước nữa. Dường như lần này nó đến để chào tạm biệt Lily. Nhìn bóng hình con cáo đi xa, Lily không đuổi theo nữa, bởi vì cô bé đã hiểu con cáo cũng có cuộc sống riêng của nó. Mặc dù giữa chúng đã có một tình bạn đẹp, nhưng một sợi dây thừng, một cánh cửa gỗ, đối với nó mà nói đều là một sự trói buộc. Thiên tính của động vật là sợ người. Bọn nó cảm thấy con người không thể là người bạn trung thành nhất. Con cáo không thuộc về bất cứ ai, nó thuộc về thiên nhiên bao la, không trói không buộc. Đó mới thực sự là nhà của nó. Giữ khoảng cách mới là cách xây dựng tình bạn vững chắc nhất giữa chúng, bởi vì yêu không phải là chiếm hữu, cũng không phải là lấy danh nghĩa của tình yêu để tước đoạt đi cuộc sống tự do của chúng. Bộ phim hôm nay đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại.